Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem trên chương trình kênh của Hồi ức Người Lính. Thì trước khi vào các bạn nghe cái câu chuyện của anh Nam anh kể thì cho phép mình chia sẻ một số cái hình ảnh người lính biệt động. Đấy, anh này thì anh ở trong Sài Gòn, hiện nay thì anh đang còn là lái xe ở trong bệnh viện ở trong Sài Gòn. Đấy, anh là một người lính biệt động. Đấy, bố mẹ anh thì bị ngày xưa đó các bạn là bị Miên nó giết hết bố mẹ rồi người thân. Đấy thì bị Miên nó khi nó tràn sang Việt Nam á, thì nó giết gia đình nhà anh này thì gần như là hết. Đấy thì nay thì anh đang làm một cái công việc là lái xe trong bệnh viện. Thì hiện nay thì các bạn cũng đã biết rồi, ở trong Sài Gòn hiện nay thì dịch Covid nó đang rất là mạnh, nó hoành hành rất là mạnh. Đấy thì qua đây thì cũng cho phép tôi được chia sẻ cái hình ảnh của anh lính biệt động này lên. Cho phép tôi được chia sẻ đấy với bà con rồi bạn bè anh em. Đấy, ở trong các cái khu vực mà miền Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận hiện nay đang bị dịch. Đấy, và qua cái câu chuyện này á, thì mình cũng mong các bạn chia sẻ, vì có một cái nội dung đó là có một người bạn đấy, cũng yêu quý chương trình đấy, ở trong Tây Ninh á, thì đã gửi cho mình một cái bức hình, có nghĩa là cái bức hình này là anh chụp lại một cái bia mộ. Đấy, trong cái bia mộ đó thì cái liệt sĩ này là người Nông Cống quê mình, người ở huyện Nông Cống Thanh Hóa. Đấy thì mong các bạn chia sẻ. Có thể là người thân cũng chưa tìm được mộ anh ấy, tại vì là cũng có thể là cái khi mà đem về quy tập rồi. Đấy nhưng mà nằm ở Nghĩa Trang nào thì có khi là gia đình chưa biết đến. Thì hy vọng là qua cái clip này á, mọi người chia sẻ cũng có thể là gia đình người ta sẽ tìm được lại cái phần mộ liệt sĩ mà khi các anh ấy đang còn chiến đấu trên Campuchia và đã quy tập tại ở Nghĩa Trang Tây Ninh. Thì mình sẽ chia sẻ cái hình ảnh này lên. Đấy, thì để cho các bạn biết, nếu như các bạn biết cái thông tin này và có thể là gia đình cũng chưa tìm được mộ, đấy, thì sẽ liên hệ với tôi. Đấy, thì tôi sẽ cung cấp cái thông tin thêm đấy, để cho gia đình biết được. Đấy, và khi nào hết dịch thì các gia đình cũng có thể là vào là quy tập mộ của liệt sĩ đấy, về quê với đất mẹ. Để tiếp theo cái câu chuyện mà của anh Nam đang kể chuyện thì mình sẽ chia sẻ một số cái nội dung như vậy. Rất mong các bạn quan tâm và chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Rồi xe 5 người, xe 4 người. Tài xế hai thằng cánh, một thằng già một thằng trẻ, ngồi ở bụi lùm núp nắng để chờ giao bệnh còn 30 phút nữa mới giao. Bây giờ mới 13:30, 14 giờ nó mới nhận. Đây đói khát triền miên, cánh thấy nào cũng ốm mà ốm chứ, mình thì ốm sẵn rồi, mình tách có lo đâu. Còn cánh à, mình ốm nhanh lắm, tuột nhanh lắm. Để con ghế nữa. Đang ở năm 78 là đang ở Mi Mốt thì xong là rút về coi như là biên giới được một thời gian thì thấy sư đoàn hôm nay là chạy sang nhờ quân đội Việt Nam cứu trợ. Đấy, nó là sang quân khu 7, lúc đó là quân khu 7 là biểu sang thư đông không anh, sang nguyên sư đoàn chứ, một sư đoàn, một sư đoàn, một sư đoàn. Ờ. Đó là sư đoàn nào anh? Tôi không rõ sư đoàn nào, nhưng mà vâng. Còn nguyên trung đoàn với tôi thì nhận coi như là một tiểu đoàn quá, còn là giải quân ra hết các quân khu để mà đào tạo đấy, đào tạo lính đấy. Từ là cái thằng mình đào tạo cho đào tạo lại hắn vâng, mình đào tạo là từ thằng binh nhì là phong lên binh nhất, từ thằng binh nhất thì phong lên tiểu đội trưởng, lúc đó mình đào tạo xong đấy. Thế sau một thời gian thì mới hỏi dò nó, mình đào tạo đấy rằng mà
bên Campuchia mà đánh quân đội Việt Nam thì là đánh theo kiểu gì? Thì anh biểu là mới nói rõ là bây giờ các anh là hắn cũng đánh nghi binh rồi, ví dụ trong một cái đơn vị các anh như thế này, nói rõ, hỏi mới nói rõ. Thì chỉ cần ba anh thôi, nguyên cái làng này ba anh là làm loạn hết, là anh dùng bằng cái khẩu AK với cái thùng đại liên, cái thùng đại từng lưng khô mình á, là anh kê lên thì anh bắn, là mình tưởng là hỏa lực tập kích lớn để anh tiêu đến có nghĩa là nó kê cái khẩu AK của mình đó, cái lên cái thùng đạn khô, lưng khô, vâng, thùng lưng khô, khi bắn là cái âm thanh, âm thanh nó mò bùng, đúng không? Thì mình tưởng nghe thì mình cứ tưởng đâu là mình tưởng là đại liên 12 ly 7 con cơ, thì lúc đó mình mới nã cối nã pháo ra chứ kiểu đó, nhưng mà thực ra là không phải, thực ra là không phải, vâng. Thế sau một thời gian là đơn vị với tôi là chốt cũng đưa hắn ra đó, cứ mỗi một ba anh kèm anh ra mình thực tập mà xem có trung thành hay không. Vâng, ra tại biên giới chốt được 3 tháng, thì hôm đó là nó đánh lên cái đơn vị với tôi, đánh đúng ban ngày. Thế ông cứ cùng cái đó, cái thằng mới đó, ở trong cái hầm của tôi, hắn biểu anh để em lên, hắn nói tiếng Việt Nam em cũng biết, mình cũng sợ là lên mà sợ hắn phản mình thì bố mẹ, thế là biểu để em lên em bắt thằng này, hắn nói nữa, nói thẳng nữa nè. Thế nói đi thì các anh không phải đi, hắn nói nữa, nhưng mà lúc đó mình cũng sợ, thế bây giờ thôi cũng cho một thằng đi theo, cứ cho anh đi trước đi. Thế lên là hắn biết rồi, hắn biết là cái thằng này là dùng AK thôi, kê lên cái thùng lương khô đấy mà lên, hắn tóm gọn, hắn tóm gọn cho mình. Thế lúc đó mình cũng tin tưởng thằng đó là tự anh lính Campuchia đó. Lính Campuchia thì leo tàu cho tự khai chốt bên dưới 3 tháng đấy, mới bắt đầu thành lập chính phủ đó. Tức là mình thành lập quân đội, quân đội xong rồi mới thành lập chính phủ này, cũng có tổ chức này kia, là ông này là lính gọi là chính phủ lâm thời lúc đó, là chạy sang quân đội Việt Nam, là thành lập tại 1951, thành lập cái tại rừng cao su. Lúc đó là có cả nhà báo của bên Liên Xô mà, và các thứ nhà báo của các nước đến, có cả Cuba nữa. Thì đến lúc đó là họ đến chụp ảnh giết rồi thành lập chính phủ. Được một thời gian khoảng 1 tuần thì mới bắt loa đài và đọc lệnh tuyên bố là có chính phủ cách mạng Campuchia, gọi là nhân dân Campuchia, đảng nhân dân Campuchia, hắn gọi chính phủ lâm thời. Thì lúc đó mình mới có thể đánh, năm 79 mới đánh, thành lập được khoảng đâu 1 tháng đấy. Tuyên truyền mãi bác cứ bác loa sang bên kia, mình loa của mình đấy. Mình bác loa sang cũng nghe mà gần, qua biên giới đấy. Sau tuyên truyền qua đài báo chí xong, lúc đó mình mới đánh như năm 79. Thì sau khi mà mình đánh thì thằng Trung Quốc ngoài này nó cũng đánh kiểu như thế. Huấn luyện xong một thời gian thì đào tạo là coi như là lúc đó là thành lập từ sư đoàn thì thành mấy sư đoàn luôn. Lúc đó mới được thành lập được 3 sư đoàn, là lấy cả một số quân của mình lắp vào nữa mới thành 3 sư đoàn. Nói chung là cán bộ của nó thì cái cấp tiểu đoàn thì mình nắm, là quân Việt Nam nắm, còn cái cấp từ đại đội trở xuống là cũng có gài người mình vào đại đội là của mình, còn chính trị viên của hắn cứ như thế, bởi vì hắn biết nhiều tiếng hơn mà. Mình thì đại đội là bên quân sự là mình nắm. Thì thành lập xong đâu vào đấy thì mình nói chung nó cũng mới bộ phận thôi, nó không được đánh nhau. Vì sợ đánh nhau là chết đi, là đến lúc mình xong là mình không có quân, không có quân lắp vào. Thì mình chủ yếu là quân Việt Nam mình đánh thôi, chủ yếu là dựng lên để cho có hình thức thôi mà. Thế sau mãi đến đánh sau tháng năm 79 là lúc đó mới bắt đầu lắp vào. Mới dựng lên thành, mới lấy số quân dân sự của nó mới thành lập thành quân đoàn sư đoàn ấy chứ. Tức là chính cái đơn vị của các anh. Vâng, đơn vị của tôi đấy, đơn vị của anh là huấn luyện đoàn 16 này, sư 5 này, của chính phủ lâm thời đấy. Tôi đang được gác mà, gác cho để thành lập cái chính phủ đấy mà. Với một số lính ban bè của ông đấy, ban bè cấp sư đoàn của đó là cũng thành lập sang chính phủ. Sau giải phóng cho mấy ông là lên chủ tịch nước luôn chứ, cấp lãnh đạo, cấp trung ương, cấp trung ương luôn chứ. Mình cũng không biết là làm vâng, làm cấp gì nhưng mà làm cấp trung ương luôn đó. Bởi vì là cái khi mà Pol Pot là nó gây hấn với mình ở biên giới ấy, là từ cái thời kỳ là từ năm 75 kia. Gây lâu rồi. Nó gây lâu rồi. Vâng, cái nó gây lâu. Cho đến khi mà như cái nhận thức mà các em mà biết được ấy, thì sau khi giải phóng năm 75 á,
thì là Việt Nam mình là cũng hơi vui mừng với chiến thắng quá, nên là giải ngũ đi rất là nhiều. À, lúc đó giải ngũ đi nhiều. Và đưa một số đơn vị chiến đấu thành các đơn vị làm kinh tế. Năm 76 đơn vị tôi cũng đi làm kinh tế rồi chứ. Vâng. Em nghĩ là em nghe rất là nhiều câu chuyện rồi, nhưng mà em nghĩ là hơi chủ quan. Vâng, hơi chủ quan như chú nói. Là mình giải ngũ đi một số các cái lính chủ lực. Vâng. Đấy, những cái lính thiện chiến mà người ta đã từng tham gia chiến trường B rồi. Đấy, vâng. Là những cái lính là quá dày dặn kinh nghiệm. Giải ngũ nhiều chứ. Giải ngũ đi quá nhiều. Vâng. Đấy. Thì vào ví dụ như là sang 76, 77 rồi các năm nay 78, 79 tiếp theo thì gần như là Pol Pot nó gây hấn với mình liên tục. Mà mình đã từng đàm phán với nó mà nó là cũng không nghe. Đàm phán mà nó không nghe chứ. Đấy. Thì nhưng mà để lấy cái cớ thì mình chỉ có gọi là cái sau khi đến năm 78 mà nó đánh mạnh ở các cái phía, các cái tuyến biên giới á. Để nó xông ra cả đất mình mà nó giết dân mình á. Thì mình cũng là chủ yếu là mình giữ biên giới thôi. Chủ yếu mình đánh lùa qua nó biên giới khoảng 10 cây số thì mình lại quay lại đường biên của mình chốt lại. Đấy, chứ mình không ấy. Cái đánh dài dẳng như thế. Chốt đi chốt lại như thế rồi đánh hai bên thì cứ đánh nhau dài dẳng như thế, nhưng mà lính mình chết rất là nhiều. À, lúc đó đánh chết nhiều mà lúc đó là phải nói là nó đánh cũng khá là mạnh. Vâng, năm 78 chết nhiều đấy. Bọn nó man dợ lắm. Bọn Pol Pot thì em nghe nhiều câu chuyện nó man dợ lắm. Ông nhờ Việt Nam là cứu giúp đất nước Campuchia, tức là cứu cái nạn diệt chủng. Nạn thảm họa đấy, thảm họa diệt chủng. Đấy, cái thảm họa gọi là cái gọi như là hắn tàn bạo và dã man là vô cái cực kỳ là bậc nhất thế giới. Là cái bọn Pol Pot. Thì khi ông chạy sang bên này thì ông nhờ Việt Nam. Thì lúc đó là Việt Nam là phải cải tổ lại giống như kiểu là phải làm như kiểu là chính trị. Chính trị nên phải thành lập chính phủ. Rồi là khi có ông dựng ông lên được rồi á, thì ông mới tuyên bố, tức là ông nhờ mình thì mình mới có cớ để mình sang mình đánh. Theo em nghĩ là như vậy. Thì đúng là ông chạy sang là do em là hậu sinh thôi, nhưng mà theo ông Lê Đức Anh là quân khu 7 là ông thành lập đấy. Thì bởi ông phải nhờ mình thì mình mới có mình có cái cớ để đánh được, chứ không mình mà đánh sang đánh giải phóng Campuchia là anh cho rằng là thế giới. Đây, lúc đó mới thành lập được chính phủ lâm thời chứ. Thế giới hay như Liên Hợp Quốc cũng thế, người ta không đồng tình với mình. Không đồng tình có nghĩa là mình không được hỗ trợ. Không được hỗ trợ bất cứ cái gì ngoài nước Nga. Đấy. Còn Trung Quốc thì lúc đó nó trở mặt với mình rồi. Trở mặt lúc đó là đánh Pol Pot là của Trung Quốc mà. Chứ còn nói thực sự với anh, nếu như mình Pol Pot không thì không có cửa nào đánh nhau Việt Nam cả. Nó mình Pol Pot thì không có cửa nào để chơi Việt Nam cả, em nói thật. Nó phản động mình là nhưng nó phản. Nhưng mà đằng sau nó là có Trung Quốc. Trung Quốc. Đấy. Rồi đường cái phía biên giới Thái Lan là có Thái Lan nó cũng hỗ trợ. Rồi Mỹ. Thằng này Mỹ hỗ trợ nhiều chứ. Vâng. Mỹ với Trung Quốc. Nên nó mới dám đánh biên giới Tây Nam mình, chứ không thì mình Pol Pot không đủ tuổi, không đủ tuổi đánh với Việt Nam. Không đánh nổi á. Câu chuyện anh nói thì em cảm giác là rất là logic. Logic là cái chỗ là khi ông này ông đã được tức là Việt đã thành lập cái chính phủ lâm thời rồi. Đúng không ạ? Thì mãi năm 79 mình mới đánh chứ. Và mình thì mình có cớ để đánh. Đúng rồi. Đấy để cho thế giới là bảo là tôi sang là tôi đi giải quyết cái nạn diệt chủng. Cứu giúp đất nước Campuchia. Chứ không phải là tôi giang tôi đi chiếm đất Campuchia. Quá đảo đấy. Cuối cùng, người cuối cùng quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia là vào năm 89. Năm 89. Đấy, anh cũng là rút quân lúc năm 89. 89. Vâng, đấy. Nên là cái cuộc chiến nó... Rút quân hình thức một số thôi. Dặn. Vâng, chứ còn bây giờ mình cứ đã gài lại nhiều chứ. Vâng. Không làm gì. Thì hôm nay vào đây thế là một giao lưu. Thứ nhất là cũng biết nhà biết cửa của bác. Vâng. Đấy, rồi cuộc sống gia đình của bác. Rồi là cũng được giao lưu trò chuyện với bác. Thì nói chung là thế hệ bọn em là cái thế hệ sau này. Vâng. Đấy, thì được sống trong cái thời kỳ hòa bình. Thì mới thấy trân trọng những cái người như các bác. Vâng. Đấy, hy sinh xương máu đốt cháy tuổi thanh xuân. Chả có một cái gì. Rồi khi về với cuộc sống đời thường á, thì thấy cũng chả có cái gì. Em giao lưu với các bác cựu chiến binh rất là nhiều khắp nơi. Thì nói với chú Diện chứ em đi gặp người nọ người kia, nhưng mà có một cái phần mà phải đến 90% là em thấy cuộc sống của cựu chiến binh chiến trường Campuchia và chiến trường phía Bắc. Đấy. Các bác đánh Mỹ thì em chưa gặp. Đấy, em chưa gặp ai cả. Đấy, nhưng mà em thấy là có cái cuộc sống phải nói là
cũng khó khăn rất là nhiều. Khó khăn nhiều. Thậm chí có những bác bây giờ là đang còn đi tuổi lớn rồi nhưng mà đang đi phụ hồ. Vẫn đang đánh đang đi phụ hồ, vẫn đang làm việc bình thường. Đang đi bác đá, bác gạch để xây nhà. Vâng. Lúc đó họ tin tưởng mình rồi đó. Còn ngày xưa thì sao anh mới kể chuyện. Anh mới biểu là Pol Pot thì không như như quân đội Việt Nam, hắn gọi là con tốt Việt Nam. Quân tốt Việt Nam thế hiền hậu không có, thế chém giết ai cả. Lấy tuyên truyền vận động hắn là phải quét đường, quét xã, nhà cửa, phải quét gầm sông. Với lại chuồng trâu, chuồng gà, chuồng vịt là đem ra ngoài. Nói thế nhưng mình phải đi làm, phải biểu hắn làm. Thì sau dần dần nhà nào cũng phải thế. Sau dần dần là hắn quen. Là chủ yếu là cái thằng du kích, hắn biết tiếng. Là phải chủ yếu cái thằng là phải tổ trưởng. Để đi theo mình để mình biểu làm gì là phải phiên dịch lại là... Các anh giống như chuyên gia. Là biểu giống dân. Như kiểu là chuyên gia. Chuyên gia. Việt Nam mình có chuyên gia từ cấp huyện chứ. Cấp huyện họ không cho mình vào nhà. Nhưng mà sau công tác mình cứ vẫn bình tĩnh. Dần dần họ mình thuyết phục mãi thì họ lại cho vào. Đầu tiên họ cũng vẫn cho, không cho vào thì vẫn nằm gốc cây gốc cối thôi. Chưa dám vào nhà. Sau dần dần họ cảm thấy mình bình thường, hóa được họ thì lúc đó cho lên nhà, lên cửa, có trải chiếu cho ngủ thì bình thường. Lúc đầu cũng khó khăn, một số nhà cũng khó khăn. Mà trong khi đó đang gài là một số gọi là Pol Pot đó. Bọn Pol Pot nó trà trộn vào trong đó. Họ trà trộn. Thì ban ngày này thì nó cũng mặc áo dân bình thường thôi. Còn ban đêm nó cũng mặc. Ví dụ nó một số lính mình không rút được kinh nghiệm. Đầu tiên một số cũng vào trong dân đó. Cũng đi tuyên truyền này. Cũng chủ quan rồi cũng mắc võng ở trên nhà đó. Một số thì mắc võng dưới gầm sân. Thế sau thì ban ngày ban ấy thì con cũng vào nói chuyện bình thường, uống nước bình thường với mình. Là ăn cơm cũng nói chuyện bình thường đó. Thì ban đêm là vào tập kích. Mình sợ là chết rồi không có gì đâu. Thế sau là trên mới được rút kinh nghiệm. Và thứ nhất là vào đó là làm công tác dân vận, là vừa làm dân vận là cũng phải vừa cảnh giác. Bởi vì cái bọn Pol Pot nó trà trộn đang nhiều lắm. Chưa hết được. Sau bây giờ tôi mới nói là sau khi thời gian với tôi mà làm cái công tác dân vận ở Phung Đa, là cái phun giáp biên giới giữa Thái Lan và mình. Thằng Pol Pot thì rất nhiều khu vực đó. Nhưng mà toàn đa số là người Trung Quốc. Cái Phung Đa nó là giáp Thái Lan à? Giáp Thái Lan. Cái lưng là Chang Ha. Chang Ha. Phung Chang Ha. Phung nó là giáp với Thái Lan. Toàn dân Trung Quốc với lại dân Campuchia thôi. Có một số là người Lào. Thế hôm đó thì đơn vị bên tôi thì có được cử sang bên đó làm công tác dân vận. Nhưng mà hắn cũng trên họ cho biết là cái khu đó là rất phức tạp. Mà cái anh mà ở đó thì trong khi đó mà đi làm công tác dân vận như trong bên ngoài là có một trung đoàn bảo vệ. Mình ở nằm trong rừng dân nhưng là có một trung đoàn là bao vây xung quanh rồi. Cái phố nó phô mới mạnh. Thế hôm đó là vào, mới vào lần đầu tiên mà đã bị hắn bắn rồi. Nhưng may không chết. Cái trận đó là hôm đó là biểu mấy thằng lính biểu tôi thì hôm nay mình mới vào, hôm qua không chưa quen. Mà công tác dân vận thì cái thôn này nó cũng phức tạp. Nghe chết nói thì trước mắt là mình cứ mắc võng ở dưới đi, đừng lên nhà. Họ cho lên nhà thì lên nhưng mà chưa lên, mình cứ mắc võng ở dưới đi. Còn nấu ăn nấu uống thì nếu họ nhất trí cho một nồi mình xoang thì mình nấu, không thì mình ra ngoài gốc cây mình nấu. Như thế cho từ từ để thuyết phục đó. Thế sau được 3 ngày sau thì gặp một cái bà nó cũng biết tiếng Việt Nam. Tiếng biểu con to Việt Nam mà đi đánh Pol Pot thì Pol Pot ở đâu nói rồi. Thì các cháu cũng đi làm công tác là vào dân để làm công tác để an dân thôi. Chứ Pol Pot bây giờ nó chạy hết rồi, cũng nói làm gì còn trong này. Chủ yếu là đi vô dân rồi biểu dân là làm công tác vệ sinh, rồi sinh hoạt bình thường, không phải lo nghĩ đến Pol Pot nữa, nó cũng hết rồi. Cũng tuyên truyền vậy. Thế sau bà là cũng biết tiếng Việt Nam. Pol Pot chưa hết đâu. Pol Pot chưa hết đâu. Nói anh nói to. Hắn nói Pol Pot chưa hết. Hiện giờ nó đang ở cái núi kia. Cái núi cũng như núi mình đó. Chỉ dân người ta báo cho mình. Dân báo. Hắn đang ở cái núi kia. Bây giờ thì hắn chưa vào. Bà nói. Bà biết tiếng Việt Nam.
Còn ban ngày thì cũng có một số ăn vào, nhưng mà không mặc áo Pol Pot, hay là mặc áo dân, cũng đi buôn đi bán bình thường đến do thám. Bà thì đúng thực tình đó, mới nghĩ bà thực tình. Thế biểu là hắn cũng hay trà trộn vào dân, là bà nói hắn được các chú phải tính đó, không chết với hắn đó. Thế là có bà là thế bà tử tế. Thế sao mới biểu mấy thằng lính bà làm biết tiếng Việt Nam, bà nói thì là thật đấy. Mình cũng phải cảnh giác. Thì cũng nghi như rằng một tuần sau thì bắt đầu hắn chủ yếu là tối nó mới vào. Tối vào thì hôm đó mấy cái thằng dậy đánh răng, mấy thằng lính mình dậy đánh răng thì vừa mờ sáng dậy mà không trèo lên sàn nhà đâu, ở dưới sân hắn phục kích mà hắn nện, nhưng mà không có vì gì cả. Hắn chỉ bắn súng AK nhưng bắn xa không trúng, bắn xong hắn chạy. Thế biết rồi, kiểu này thì đang còn Pol Pot, cho nên các em bình tĩnh. Hầm hố thì không phải đào đâu, nói chung cứ mắc võng để đó, nhưng mà đừng làm võng, làm chỗ khác để phục kích là phải như thế. Cứ giả bộ là để chăn lên đó để xem tình hình có tối có đến không. Thế như rằng là tối đến, hắn tưởng mình đang nằm võng. Hắn bắt đầu đi từ từ vào, thế là biết đúng thằng này là Pol Pot. Hắn đi thẳng vào cái võng đó. Thì vì tôi là phục sẵn ở ngoài có cây rồi, biết là thằng này chỉ có Pol Pot chứ không phải là dân. Ban đêm đó, cứ khoảng 7-8 giờ hắn vào. Thế hắn vào thì hắn thấy mình nằm im, cũng để một cái cây tưởng khẩu súng. Hắn vào hắn sờ là tưởng súng để lấy súng. Thế bọn này mới nền vô phát vô chân, gãy chân. Thế ra túm lấy thế bắt đầu bắt cóc vào khai thác tài liệu. Thế mày còn bao nhiêu, trong làng này còn bao nhiêu thằng, khai ngay không ta bắn chết. Lúc đó là nói tiếng Campuchia đấy. Ông Lục Thum sẽ công phá lây này đòm ngay, là sợ lắm. Anh em biểu run, hắn cũng run, gãy chân rồi ông run. Lúc đó biểu dạ em khai. Thế biểu cái thằng du kích trên xem hắn nói khai bao nhiêu người, còn số người là trốn ở đâu, số lính trốn ở đâu. Hắn biểu trong làng này còn 15 người nhưng mà tóc dài. Thế là lúc đó mình mới điện về đơn vị, biểu là còn 15 thằng khai thác, hôm nay bọn em bắt được một thằng. Hắn vào sờ vô cái võng, nhưng bọn em không làm võng, bọn em là ra ngoài phục kích thôi. Thế là biết là thằng này là đang bốt bọn em bắn gãy chân, bắt sống được, bắt gãy chân thôi chứ không bắn chết. Thế mình khai thác tài liệu đến khai là còn 15 thằng, nhưng mà hình thức dạng thái nó thế nào vẫn vừa phải đi kiểm tra hộ khẩu chứ. Với tôi vẫn cho một thằng du kích đi theo với tôi để điều tra từng nhà một để khai thác tài liệu. Thế hôm đó là bắt đầu điện về cho sư đoàn biểu được rồi, hôm nay là cho hai trung đoàn bao vây cái làng đó để vào kiểm tra dân số đó. Cứ vào từng nhà một bắt cái thằng coi như là phiên dịch của mình ấy, vào từng nhà một hỏi nhà có mấy người cũng như mình ấy. Người này đi đâu là phải có cái tờ giấy ghi vào rõ. Thế hôm đó là đi đến cái nhà thứ 15 thì có một thằng cũng tóc dài cũng rụt, có lẽ là ăn trốn ở đó. Thế biểu nào thằng nào tóc dài là bắt hết, ông sư đoàn lệnh như thế. Thế hôm đó bắt được 15 thằng thì đúng, thằng này khai cũng đúng. Thế cũng nói là hắn Pol Pot, nhưng mà Pol Pot nằm vùng, hắn gài lại. Giống như trinh sát của hắn. Trinh sát của nó, hắn gài. Chủ yếu là hắn đánh lén ban đêm thôi chứ ban ngày không dám đánh. Còn quân của nó thì đang ở Campuchia, đang ở bên Thái Lan. Hắn đang còn đầy đủ mà pháo rồi xe tăng đang còn. Cải cắm cái lính Pol Pot trà trộn vào dân. Nó trà trộn. Nói chung đến, là để khai thác thông tin của mình. Khai thác thông tin, như với lại là ví dụ có cái gì là nó đánh tuyên truyền. Nó báo về. Tuyên truyền lạc hướng. Cho nên làm công tác dân vận thì cũng có anh mất xác không về được, mới khai thác tài liệu. Lúc đó mình vào điều tra dân số là trong cái phố đó, là hắn cũng chạy đấy, nhưng chạy ra ngoài này bị lính mình vây hết rồi, không chạy nổi. Cả trung đoàn vây mà. Cả trung đoàn vây hết, như cái cánh đồng Bái Đồng Tuấn chạy đường nào, thế bắt. Cứ thằng nào là chạy là bắt. Chạy ra ngoài là bắt thôi mà. Rồi hắn biết là mình vào đi gọi là điều tra dân số, có cái số đàng hoàng đấy, điều tra từng nhà một. Thì lúc đó là bắt đúng 15 thằng.
đến với sư đoàn nó khai thác, biểu là bây giờ quân Pol Pot còn nhiều không? Nói còn nhiều. À, còn nhiều thì nay ở đâu? Nói đang ở bên núi bên giáp Thái Lan. Thế còn nhiều xe tăng với pháo không? Nói đang còn nhiều. Thế lấy cái gì ăn? Không biết, nó cũng không biết. Nhưng mà có lẽ là dân Thái Lan hay là thằng Trung Quốc trợ cấp. Thế sao mình chết là chết cái sau này thôi chứ. Hay con mình cứ bị thương cụt chân cụt tay là cái đó. Đi càn với là tối đấy. Tối là cái quân của nó sang Thái Lan với đến các cái tỉnh trong cái Campuchia nó gần thôi mà. Ví dụ lúc mình đó đi. Là anh đang làm dân vận ở cái... Vâng, đang làm dân vận bên Chang Ha. Chang Ha. Chang Ha. Giáp bên dưới Thái Lan. Giáp bên dưới Thái Lan. Vâng. Của cái qua cái từ đó đi bộ, phải đi bộ đấy chứ có đi xe sùng gì đâu. Vâng, yếu là đi bộ. Vâng, đi bộ vào đó từ đây đến mãi lên Bò Lan ạ. Mới tới cái chỗ đó. Thì cái câu chuyện hôm nay anh, anh Nam cũng kể là, là cái kỷ niệm đời lính cũng rất là hay. Vâng. Đấy, đó là những cái thời kỳ mà khi anh còn sống và làm việc và chiến đấu với đất Campuchia á, thì cái nhiệm vụ ngoài cái nhiệm vụ cầm súng đánh Pol Pot ra thì cái nhiệm vụ làm công tác dân vận cũng cực kỳ là quan trọng. Vâng. Đấy. Mình có được lòng dân thì mình mới chiến thắng được. Còn mình sống mà mất lòng dân là thua. Mình thua chắc luôn. Vâng. Đấy, nên khi đó là cái kỷ luật của quân đội đối với bộ đội và những cái điều cấm kỵ khi mà sang giúp đỡ bạn là được thực thi rất là tốt. Đấy, đối với những người mà lính mà làm công tác dân vận. Đấy, thì qua câu chuyện này thì rất mong quý thính giả là quan tâm và theo dõi. Đấy, và đây cũng là anh Nam cũng là một cái người mà cũng tham gia ở bên chiến trường K, cả bên chiến trường Việt Nam và chiến trường B. Đấy, chiến trường K là hơn 10 năm. Nên là nó đầy dẫy những cái câu chuyện mà nó rất là cảm động. Nên là thôi là cuối chương trình thì em thay mặt chương trình khán giả xin cảm ơn anh là anh cũng đã đấy, góp công góp sức và bớt chút thời gian đấy, để kể lại những cái câu chuyện đời lính của chính anh đấy, cho khán giả cả nước được xem. Đúng, rất là cảm ơn anh Thiện nhé. Vâng.